Hi, xin chào các bạn nha. Thì bây giờ mình đang ở trên đường Trương Quang Trọng. Mình đang đứng ở đầu đường Trần Hưng Đạo, cách Trương Quang Trọng nè. Mà mình đang chạy vô cái hướng đâm vào cái bệnh viện Đặng Thị Trâm các bạn. Bây giờ mình sẽ quay các bạn cho các bạn xem là ở đây là con đường như thế nào. Trương Quang Trọng. Đường này nó song song với đường Phạm Văn Đồng đó các bạn. Đây đây là cái chỗ gọi là nhà văn hóa của dân khu 6 đó. Đó, ngày Tết là người ta đóng cửa hết nè. Các bạn Tết nhất mình đi cẩn thận nha. Hồi nãy mình đi qua là mình gặp thấy tai nạn á, ở ngã tư ngay gần cái đoạn mà đường Đức Phổ Mỹ Á đó, rồi nó cắt đường, nó cắt ngang, có mấy đường mà cắt ngang vào Phổ Minh á, cắt ngang qua những cái đồng ruộng á, cắt ngang qua cái đường Đức Phổ Mỹ Á đó, là người ta dặn người ta chắc đi không để ý, không quan sát á, rồi chạy băng qua nhanh quá rồi tai nạn. Mình thấy hai xe máy va chạm với nhau, nó hiện trường thôi chứ mình cũng không có hỏi nữa. Rồi nghe nói là kêu chở đi bệnh viện rồi mà không biết cái vì sao không, mình hỏi mà chú cũng không biết. Đó các bạn đừng quên Trương Quang Trọng nè, mình chạy thẳng là nó sẽ đụng luôn cái bệnh viện này thì trong này các bạn. Đụng bên hông á. Và nó sẽ cắt ngang là đường cái gì à, đường gì đây ta? Đoàn Nhạc Nam. Và đường Đoàn Nhạc Nam nha các bạn. Đó là kết thúc đường Trương Quang Trọng. Rồi thì đó là video hôm nay, mình quay lại cái đường đó cho mọi người xem. Rồi xin chào mọi người nha.